kinh nghiệm của những tác giả lớn, của những tác giả chuyên nghiệp. Và mỗi khi tôi hoàn thành xong một kịch bản thì bao giờ tôi cũng gửi cho những người anh, người thầy của tôi đọc, và họ luôn cho tôi những cái ý kiến để tôi luôn hoàn thiện mình trong những cái kịch bản tôi đã viết và đang viết và có thể là sắp tới sẽ viết tiếp. Trong cả ba vai trò là diễn viên thì anh đã có những cái thành tích rất nổi bật rồi. Vai trò đạo diễn thì anh cũng đã khẳng định mình bằng những tác phẩm. Và bây giờ ở một lĩnh vực đó là tác giả, thì lĩnh vực nào làm cho anh say mê nhất? Thực ra thì cả ba, bởi vì mọi người tưởng là nó không liên quan đến nhau. Thực ra nó là một... bác tài có cái số điện thoại may mắn nhất khi mà tham gia cái game mini game cùng với các chú. Kịch bản mỗi một đạo diễn sẽ có một góc nhìn, cho nên nó sẽ tạo ra những vở diễn khác nhau. Và cũng may mắn là thời gian gần đây tôi cũng có được một vài kịch bản cũng được đánh giá. Chẳng hạn như là ở Nhà kịch Việt Nam thì vừa rồi tôi có dàn dựng trên cái kịch bản mà tôi viết. Khi dàn dựng tôi thực sự có rất nhiều cái thuận lợi, bởi vì nhiều khi là đạo diễn với tác giả kịch bản sẽ có những cái mâu thuẫn nhất định với nhau và phải...